Sau đây là phần tin quốc tế được mở đầu với Julie. Mở đầu phần tin quốc tế hôm nay là tin hai người thiệt mạng vì mưa lớn ở Tây Ban Nha. Hai người thiệt mạng và ba người mất tích hôm thứ Hai sau khi mưa lớn trút xuống Tây Ban Nha gây ra lũ quét, buộc các tuyến tàu điện ngầm ở Madrid và đường sắt cao tốc phải ngừng hoạt động. Trận bão cuối tuần qua ảnh hưởng gần như toàn quốc, với mưa lớn nhất hôm Chủ nhật ở các tỉnh Duyên Hải, Cadiz, Tarragona và Castillo. Lãnh đạo chính quyền khu vực của Castilla La Mancha cho biết hai người thiệt mạng ở tỉnh Toledo vì trận bão. Truyền thông Tây Ban Nha cho hay cảnh sát tìm thấy một người đã chết trong cuộc cứu nạn trên một con đường gần thị trấn Bagas, trong khi một người khác tử vong khi nhân viên cứu nạn cố gắng đến gần ông ở thị trấn Casarubios del Monte. Phát ngôn viên Javier Savite của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Madrid cho hay cơ quan đang tìm kiếm một người mất tích sau khi xe của ông bị cuốn trôi sáng thứ Hai ở vùng nông thôn Andia del Fresno ở phía tây Madrid. Cảnh sát cứu hỏa tìm thấy con trai 10 tuổi của ông trên ngọn cây hôm thứ Hai. Mẹ và chị của bé trai được nhân viên cứu nạn cứu thoát trước đó. Bà Isabel Diaz Ayuso, lãnh đạo chính quyền khu vực Madrid cho hay gia đình này đang ở tại căn nhà nghỉ mát của họ ở Andia del Fresno khi trận bão ập đến. Họ lên xe di tản vì sợ lũ quét. Nhiều cây cầu bị sập ở Andia del Fresno và nước lũ chảy xiết cuốn trôi nhiều chiếc xe. Cảnh sát cũng đang tìm kiếm một người đàn ông 83 tuổi bị nước lũ cuốn trôi ở thị trấn Villamanta, cũng như tìm kiếm một phụ nữ mất tích ở thị trấn Van Mochado ở Toledo. Nga công bố là bắn hạ được máy bay drone của Ukraine tấn công vào Moscow. Bộ Quốc phòng của Nga cho biết là Nga bắn hạ ít nhất là 3 chiếc máy bay drone của Ukraine vào sáng sớm hôm nay, vốn nhắm vào thủ đô của nước Nga. Và Bộ cho hay là hệ thống phòng không đã bắn hạ 2 chiếc drone ở khu vực Kaluga và Tver, gần với ranh giới khu vực Moscow, và một chiếc drone ở tại quận Istra của khu vực Moscow. Thị trưởng Moscow là Sergei Sobyanin cho biết là những chiếc drone này đang thực hiện cuộc tấn công của Ukraine. Và một cơ sở dịch vụ tiêu dùng đã bị hư hỏng ở tại quận Istra, cách điện Kremlin vào khoảng 65 km về phía Tây Bắc. Ông Sobyanin cho hay là mảnh vỡ của drone ở khu vực Tver đã rơi xuống làng Zavidovo. Và theo hãng thông tấn RIA thì Zavidovo là nơi có dinh thự chính thức của Tổng thống Nga, nơi ở chính của Tổng thống Vladimir Putin là nhà Novo Ogariovo ở khu vực Moscow và điện Kremlin, là nơi tổ chức các sự kiện chính thức. Các hãng thông tấn của Nga thì cho biết gần 50 chuyến bay đã bị hủy hoặc là hoãn lại vào sáng hôm nay tại 4 phi trường ở thủ đô. Các cuộc tấn công bằng drone thì nhắm vào các mục tiêu của Nga, đặc biệt là ở Crimea và các khu vực gần biên giới của Ukraine, trở thành gần như hàng ngày kể từ khi có 2 chiếc drone đã bị bắn hạ gần điện Kremlin vào hồi đầu tháng 5. Các cuộc tấn công bằng drone đã làm gián đoạn các chuyến bay đến và đi từ Moscow trong những tuần gần đây. Ukraine hiếm khi mà nhận trách nhiệm trực tiếp cho những cuộc tấn công bằng drone như thế này, nhưng nói rằng phá hủy hạ tầng quân sự của Nga đã góp phần vào cuộc phản công của Kiev bắt đầu thực hiện từ tháng 6. Bộ Ngoại giao Cuba cho biết Cuba đã tìm thấy một đường dây buôn người, trong đó cưỡng ép người dân Cuba chiến đấu cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Nhà chức trách Cuba đã phá vỡ đường dây này. Thông báo từ Bộ Ngoại giao Cuba không cho biết nhiều chi tiết, nhưng nói rằng đường dây buôn người hoạt động cả ở Cuba và ở Nga. Thông báo cho hay Bộ Nội vụ vô hiệu hóa và phá vỡ mạng lưới buôn người hoạt động từ Nga để đưa công dân Cuba đang sống ở Nga và thậm chí một số người từ Cuba vào lực lượng quân sự tham gia các cuộc chiến tranh ở Ukraine. Chính quyền Nga chưa bình luận gì. Năm ngoái, Nga công bố kế hoạch tăng quy mô lực lượng vũ trang thêm hơn 30% lên 1.5 triệu quân nhân, một mục tiêu khó thực hiện vì số thương vong nặng nề nhưng chưa được công bố trong cuộc chiến. Cuối tháng 5, một tờ báo Nga ở thành phố Ryazan loan tin nhiều công dân Cuba ký hợp đồng với lực lượng vũ trang Nga và được đưa sang Ukraine để đổi lại là quốc tịch Nga. Hiện chưa rõ thông báo của Bộ Ngoại giao Cuba có liên quan đến bản tin ở Ryazan hay không, nhưng chính quyền Cuba cho biết họ bắt đầu truy tố các trường hợp, trong đó có công dân Cuba bị cưỡng ép chiến đấu ở Ukraine.
Chủ tịch Bắc Hàn sẽ gặp Tổng thống Nga. Chủ tịch Bắc Hàn là Kim Jong-un dự tính công du nước Nga trong tháng này để gặp Tổng thống Vladimir Putin và thảo luận khả năng cung cấp vũ khí cho Moscow cho cuộc chiến ở tại Ukraine khi mà Nga muốn mối liên hệ quân sự thân cận hơn với Bắc Hàn. Báo New York Times dẫn các nguồn tin thân cận cho hay, trong chuyến công du ngoại quốc hiếm thấy, ông Kim sẽ đi từ Bình Nhưỡng, có lẽ là bằng xe lửa bọc thép, đến Vladivostok trên duyên hải Thái Bình Dương của Nga, nơi mà ông sẽ gặp ông Putin. Trong khi ở tại Vladivostok, thì thành phố cảng không xa Bắc Hàn, thì hai vị lãnh đạo sẽ thảo luận việc ông Kim gửi cho Nga đạn pháo và hỏa tiễn chống xe tăng, đổi lại là công nghệ tối tân của Moscow cho vệ tinh và tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân. Tại thời điểm khi mà Hoa Kỳ bày tỏ mối lo ngại về sự liên hệ quân sự giữa hai nước này, thì thông tin chuyến đi dự tính của ông Kim được đưa ra sau khi Nga cho biết rằng họ đang bàn thảo tập trận quân sự chung với Bắc Hàn. Hãng thông tấn Interfax vào hôm thứ Hai đã dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng của Nga Sergei Shoigu cho biết rằng tại sao không tập trận chung, đây là các nước láng giềng của Nga. Bởi vì ngạn ngữ Nga có nói chúng ta không chọn láng giềng, tốt hơn là sống với láng giềng trong yên bình và hòa thuận. Khi được hỏi về khả năng tập trận chung giữa hai nước, thì ông trả lời vấn đề này đang được bàn thảo. Hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn trước đó đã dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo cho biết là ông Shoigu đề nghị với ông Kim rằng hai bên tổ chức cuộc tập trận hải quân cùng với Trung Cộng. Trung Cộng khen ngợi lợi ích của sáng kiến vành đai và con đường, trong khi nước Ý có thể chấm dứt thỏa thuận. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng khen ngợi với người tương nhiệm Ý của ông về lợi ích của sáng kiến vành đai và con đường của Chủ tịch Tập Cận Bình, trong khi Rome cần nhắc lại có gia hạn thỏa thuận hay không. Trong cuộc họp hôm thứ Hai, ông Vương Nghị nói với ông Antonio Tajani rằng thương mại song phương tăng từ 50 tỷ đô la lên gần 80 tỷ đô la và xuất cảng của Ý sang Hoa Lục tăng khoảng 30% trong 5 năm qua. Trong khi những con số này chưa được xác thực, chính quyền bảo thủ của Ý hoài nghi về lợi ích của sáng kiến này. Năm 2019, Ý trở thành nước Âu Châu duy nhất tham gia sáng kiến dưới thời Thủ tướng Giuseppe Conte do thỏa thuận có thể không được gia hạn cuối năm nay. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Vương nói với ông Tajani rằng Trung Cộng và Ý nên đi theo con đường đúng đắn là hợp tác với nhau trong sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau giữa các biến động địa chính trị, và Trung Cộng sẵn sàng thúc đẩy phát triển vững mạnh liên hệ giữa hai nước. Hãng thông tấn ANSA của Ý dẫn lời ông Tajani cho hay nước Ý ủng hộ đối thoại với Bắc Kinh ở cấp Liên hiệp Âu Châu, cũng như đối thoại thẳng thắn và cởi mở về các nguyên tắc và quyền lợi. Trung Cộng khen ngợi sáng kiến vành đai và con đường giúp xây dựng hạ tầng ở các nước kém phát triển. Những người chỉ trích cho rằng sáng kiến này xây dựng các dự án phù phiếm ở các nước cần đẩy lùi nghèo đói và các dịch vụ căn bản. Trong khi chính quyền địa phương chìm trong khoản nợ khổng lồ với các ngân hàng quốc doanh Trung Cộng. Nhật Bản cho biết việc Trung Cộng cấm nhập hải sản liên quan đến Fukushima là không thể chấp nhận được. Bộ Ngoại giao của Nhật Bản cho biết là Nhật Bản đã nói với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO là việc Trung Cộng cấm nhập hải sản Nhật Bản sau khi mà nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã xả nước ra biển là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Phản bác thông báo vào ngày 31 tháng 8 của Trung Cộng gửi cho WTO về các biện pháp để mà đình chỉ nhập cảng hải sản của Nhật Bản. Tokyo cho hay là Nhật Bản sẽ giải thích lập trường trước các ủy ban WTO và kêu gọi Trung Cộng lập tức hủy bỏ lệnh cấm này. Một số quan chức của Nhật Bản đã đưa ra tín hiệu là Nhật Bản có thể nộp đơn khiếu nại lên WTO. Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản vào tuần trước cho biết Hoa Kỳ ủng hộ nộp đơn khiếu nại. Trong cuộc họp báo hôm nay, thì Tổng thư ký nội các là Hirokazu Masuno cho hay là Nhật Bản sẽ giải thích sự an toàn của nước xả ra biển tại các diễn đàn ngoại giao như Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ở tại Indonesia và Hội nghị Thượng đỉnh nhóm G20 ở Ấn Độ trong tháng này. Hiện thì chưa có quyết định về cuộc gặp gỡ giữa các vị lãnh đạo của Nhật Bản và Trung Cộng. Thủ tướng Nhật Bản là Fumio Kishida và Thủ tướng Trung Cộng là Lý Cường sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN và G20, trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình thì không dự cả hai hội nghị này. Trong thông cáo khác vào hôm thứ Hai, thì Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho hay là Nhật Bản cũng đề nghị Trung Cộng tổ chức cuộc thảo luận
về việc cấm nhập cảng dựa trên các điều khoản của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP. Khai mạc hội nghị thượng đỉnh ASEAN, Indonesia hôm nay cảnh báo khối ASEAN không để bị kéo vào sự kình địch của các nước lớn khi các lãnh đạo khối dự một hội nghị thượng đỉnh để đẩy lùi lo ngại về sự rạn nứt vì kế hoạch hòa bình ở Biên Điện và tái khẳng định sự liên quan của khối. Tổng thống Indonesia Joko Widodo khai mạc hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN kêu gọi khối đặt ra một chiến lược chiến thuật dài hạn đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Tổng thống Widodo nói rằng ASEAN đồng ý không trở thành ủy nhiệm cho bất kỳ quốc gia nào. Đừng biến con tàu của chúng ta trở thành đấu trường cho sự kình địch vốn gây ra sự phá hủy. Là các lãnh đạo, chúng ta phải bảo đảm con tàu này đi đúng hướng. Chúng ta phải trở thành thuyền trưởng của tàu để cùng nhau đạt được hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Được thành lập tại đỉnh điểm của chiến tranh lạnh hồi thập niên 1960 để phản đối chủ nghĩa cộng sản lan rộng, ASEAN ưu tiên đoàn kết và không can thiệp vào vấn đề nội bộ của các thành viên. Nhưng những người chỉ trích cho rằng nguyên tắc này cản trở phạm vi hành động khi phải giải quyết những vấn đề như cuộc khủng hoảng ở Biên Điện, nơi bạo lực lan rộng 2 năm sau khi quân đội lên nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 2021. ASEAN cấm các lãnh đạo chính quyền quân Việt dự các cuộc họp cấp cao nhưng bất đồng nảy sinh. Giới Indonesia muốn tất cả các bên thúc đẩy kế hoạch hòa bình ASEAN, trong khi Thái Lan đàm phán với các lãnh đạo quân đội Miến Điện. Theo các nguồn tin, hôm nay các lãnh đạo ASEAN quyết định không để cho Miến Điện làm chủ tịch khối năm 2026 như lịch trình. Thay vào đó, Philippines sẽ là chủ tịch ASEAN năm 2026 sớm hơn kế hoạch một năm. Giới chức từ các chính đảng được quân đội chấp thuận hôm nay cho biết là chính quyền quân Việt ở Miến Điện có lẽ sẽ tổ chức cuộc bầu cử trong năm 2025. Một thành viên cấp cao của Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển USDP cho hay cuộc bầu cử có thể được tổ chức trong năm 2025. Một thành viên của một đảng khác xác nhận thông tin này. Ủy ban bầu cử hôm nay cho biết 36 chính đảng được cấp phép tham gia bất kỳ cuộc bầu cử nào trong tương lai, nhưng không nói rõ thời điểm bầu cử sẽ diễn ra. Sau khi lên nắm quyền vào tháng 2 năm 2021, quân đội hứa hẹn sẽ tổ chức bầu cử ngay khi tình hình ổn định. Nếu cuộc bầu cử diễn ra, Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ NLD sẽ không được tham gia và đảng của bà Aung San Suu Kyi thì bị giải tán vì đã không ghi danh lại theo luật bầu cử mới. Các quy định mới cũng cấm nhiều đảng khác không đứng về phía quân đội. Báo Global New Light of Myanmar vào hôm thứ Bảy cho biết, lãnh đạo chính quyền quân Việt là Min Aung Hlaing yêu cầu các công việc chuẩn bị cấp thiết là phải hoàn tất trước cuộc điều tra dân số toàn quốc trong năm 2024. Ông cho biết rằng bầu cử chỉ có thể diễn ra sau khi cuộc điều tra dân số hoàn tất. Hoa Kỳ cho rằng bất kỳ cuộc bầu cử nào dưới thời chính quyền quân Việt cũng là giả tạo. Quân đội đã biện minh cho cuộc đảo chính vào năm 2021 bằng cáo buộc gian lận tràn lan trong cuộc bầu cử vào năm 2020, trong đó đảng NLD đã thắng lớn. Phi cơ chở khách nhanh nhất thế giới sẽ đạt vận tốc 1.300 mile một giờ. Một chuyến bay không phát thải carbon từ London đi New York trong 3.5 giờ đồng hồ nghe có vẻ xa vời, nhưng việc này có thể trở thành sự thật trong 4 năm tới. Phi cơ Overture được gọi là con trai của Concorde của công ty Boom Supersonic sẽ trở thành phi cơ chở khách nhanh nhất thế giới, đạt vận tốc Mach 1.7, tức khoảng 1.300 mile một giờ. Một nguyên mẫu nhỏ hơn của Overture được gọi là XB-1 Baby Boom vừa hoàn thành cột mốc quan trọng trong cuộc thử nghiệm khi nó hướng đến chuyến bay đầu tiên. Nếu XB-1 Baby Boom vượt qua các thử nghiệm, Overture sẽ ra mắt năm 2026 trước chuyến bay đầu tiên trong năm 2027 và các chuyến bay chở khách thương mại năm 2029. Đầu năm nay, XB-1 Baby Boom được đưa từ nhà đậu phi cơ của công ty ở San Antonio, Colorado đến cảng không gian Mojave ở Mojave, California để tiếp tục chuẩn bị cho chuyến bay. Nó vừa hoàn thành thử nghiệm đường lăn, một bước trong quá trình chế tạo phi cơ để xem liệu phi cơ có thể chạy trên phi đạo đúng vận tốc hay không. Ông Blake Shaw, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Boom Supersonic cho biết,
tiến triển gần đây hướng đến chuyến bay đầu tiên của XP-1 Baby Boom, phản ảnh cố gắng chung của nhóm chế tạo để làm ra phi cơ siêu thanh chế tạo độc lập đầu tiên trên thế giới. Dài gần 21 mét, XP-1 Baby Boom có kích thước bằng khoảng 1/3 so với Overture dài 61 mét. Overture được chế tạo để hoạt động bằng 100% nhiên liệu hàng không bền vững ASF, được làm từ các nguồn bền vững và có thể tái tạo. Thay vì nhiên liệu hóa thạch, quan trọng hơn Overture sẽ êm hơn Concorde. Đàn ngựa hoang rong chơi tự do trên núi Stolovi ở tại Serbia. Một đàn ngựa và khoảng 40 con đã sống hoang dã ở dãy núi Stolovi ở phía tây nam của Serbia và rong chơi tự do, chỉ cần sự hỗ trợ tối thiểu từ một nông dân địa phương. Những con ngựa này ban đầu được đưa đến dãy núi Stolovi để khỏi phải mua cỏ khô và sau đó thì trở thành ngựa hoang. Chúng đã sinh sản tự do và nay có đến 50 con đã thoải mái rong chơi bất kỳ chỗ nào mà chúng muốn. Đàn ngựa ở dãy núi Stolovi gồm giống ngựa Bosnia hoặc là ngựa Lai với giống Nonius của Hungary, là đàn ngựa lớn hàng thứ nhì ở tại Serbia. Nông dân tên là Slavo Chup Nikolic thỉnh thoảng cho đàn ngựa ăn muối, bắp, cà rốt và táo, hoặc thậm chí nước uống trong mùa hè nóng bức. Những con ngựa này đã phát triển mạnh trong môi trường của chúng, sống thọ hơn và chủ yếu bị chết vì thú săn mồi và già cả, thường thì vào khoảng 35 hoặc là 36 tuổi. Bất chấp những nỗ lực để đưa chúng về lại thung lũng, thì đàn ngựa đã thường trốn khỏi chuồng và trở lại với dãy núi, nơi mà chúng phải đối diện với những thách thức như là sói, gấu, những kẻ săn trộm ngựa và với mùa đông khắc nghiệt. Ngành chăn nuôi ngựa tại Serbia đã giảm mạnh trong những năm qua vì hiện đại hóa và chỉ còn vào khoảng 14.000 con trong năm 2021 so với 290.000 con vào năm 1975. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới của Việt TV chiều nay. Và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin Việt Nam.